Chào mừng tất cả các bạn đến với channel du lịch và ẩm thực Vinang. Video clip này mình quay lại cảnh đường đi và cảnh tham quan sóng khủng long tại Sùa, Bắc Yên, Yên Bái. Ở Yên Bái có hai điểm check-in sóng khủng long tại Sùa. Một là tại Sùa ở huyện Trạm Tấu, Yên Bái, hay còn gọi là đỉnh tại Sùa. Hai là tại Sùa ở huyện Bắc Yên, Yên Bái. Nhóm mình hôm trước đã đi nhầm vào tà sùa của huyện Trạm Tấu, nhưng cũng chỉ đi được nửa đường là bỏ cuộc vì đường đi hiểm trở, phải leo núi và có người địa phương dẫn đi mới được. Sau đó nhóm mình quyết định đi qua tà sùa Bắc Yên. Từ thị trấn Trạm Tấu thì có hai cung đường qua huyện Bắc Yên. Nếu đi bằng đường quốc lộ khoảng 120 km, nhưng nếu đi đường tắt thì khoảng 70 km. Nên cả nhóm sau khi hội ý đã quyết định đi đường tắt để được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và những bản làng dân tộc sống ở vùng cao ở khu vực này và trên đường đi. Nhưng đây là một quyết định hết sức mạo hiểm khi đi cung đường tắt này, vì cung đường này cực kỳ xấu và đèo núi hiểm trở, nhiều điểm bị sạt lở rất nguy hiểm. Khoảng hơn 50 km đường xấu và sạt lở, không có bóng dáng của người dân sinh sống ở đây, chỉ có núi và rừng. Đường đi thì đường đất và sình lầy trơn, rất dễ bị té, và nếu té thì rất là nguy hiểm. Một bên là núi và một bên là vực, không có người sinh sống. Sau khi vượt qua được cung đường này thì mình có một lời khuyên cho các bạn. Nếu muốn đi cung đường tắt này từ Trạm Tấu qua Bắc Yên, các bạn không nên đi nếu chỉ có một hoặc hai người, vì có một đoạn đường cực kỳ xấu và bị hư hỏng, nước suối cuốn trôi hết cống và sâu 2 mét so với mặt đường, khi xe máy không thể đi qua. Hôm đó nhóm mình cũng may là có 4 người nên mới khiêng được và đẩy xe máy qua được con suối này. Nếu các bạn muốn thử chinh phục cung đường tắt này thì có thể đi, nhưng ít nhất phải có 4 người mới khiêng xe qua được cái con suối và cái dốc đứng của con suối bị sạt lở đó. Trước khi đi, các bạn nên hỏi người dân địa phương ở đây cho an toàn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tuy cung đường cực kỳ xấu, nhưng đổi lại cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ đẹp. Vây và núi lúc nào cũng quyện vào nhau. Có những đoạn đường thì mây lơ lửng trên đầu, và có những đoạn đường thì mây và sương mù dày đặc đến nỗi không nhìn thấy đường đi trong phạm vi ngắn, và nhiều khi cảm nhận được mây dưới chân mình. Và không khí thì khỏi nói rồi các bạn, mát lạnh và trong lành. Mình cũng rất tiếc vì chưa sử dụng livecam rành nên không có được những cảnh quay đẹp và xuất sắc cho các bạn xem. Nhưng mình khẳng định cảnh vật thực tế cung đường này tuyệt đẹp luôn. Khi nhóm mình tới được tại Sùa Bắc Yên thì trời cũng đã tối và mặt trời cũng đã xuống núi, nhưng nhóm mình vẫn quyết định chạy xe máy xuống để chinh phục sóng khủng long tại Sùa, và biết bao người muốn chinh phục nó. Thật sự rất nguy hiểm, nếu các bạn tay lái không vững thì mình khuyên không nên chạy xe máy xuống vì đường cực kỳ nguy hiểm và xấu. Chỉ sơ suất nhẹ thì có thể rơi xuống vực ngay thôi nha các bạn.
Nhưng nếu chúng ta chạy xuống và chinh phục được rồi thì cái cảm giác rất là khó miêu tả, thật là vô mốt và tuyệt vời. Sau khi chinh phục xong sóng khủng long Tà Xùa thì nhóm mình xin ngủ nhờ lại nhà của anh trưởng bản ở khu vực này. Các bạn nếu muốn ngắm cảnh Tà Xùa vào buổi sáng sớm hay lỡ đi đến đây mà trời đã tối thì có thể ngủ qua đêm ngay tại trong bản. Ở đây có một anh người dân tộc Hơ Mông có kinh doanh homestay nên các bạn cứ yên tâm. Và nếu chúng ta muốn ăn tối thì có thể nhờ người ảnh giúp chúng ta luôn, vì ảnh có thể đi nấu ăn và mua gà đồi và lợn bản để nấu ăn tối cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải chờ vì nó khá lâu một tí, thì ảnh phải đi mua gà ở những hộ người dân ở đây. Mới thấy đất nước mình đẹp làm sao, còn biết bao nhiêu cảnh đẹp của đất nước mà chúng ta chưa biết đến và chưa tham quan được. Nếu có thời gian, mình hy vọng sẽ tham quan được tất cả những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam mình.